Rồi, chào mọi người, hôm nay lại lên tiếp cho mọi người một lô cần câu. Thì lô này có những cây cần tay lũng ngắn nè, hai cây này, hai cần ba khúc, vài cây cần sub blender. Bên đây là cần iso, cây iso này thì sẽ thanh lý của Gamakatsu, vài cây nhích biển. Rồi, shop vô cụ thể từng cây cho mình xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip ship lên đó, thì em cứ quay cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cho mọi người là một cây cần tay lỏng ngắn. Thì đây là một cây cần tay carbon. Cái này carbon nhé. Tổng thể mô hình có xây sát, tất cả các lỏng đều ok hết. Đó. Thì anh em được kiểm tra hàng trước nhé. Nói chung thì cây này chuyên về cho anh em là cô giết thôi. Đó. Cô giết. Phôi của nó là phôi carbon. Đó. Cái đất sân bóng của nó thì hơi bị súng màu một tí nha mọi người. Đó. Cái này cô cô viết câu cảm giác thôi, tất cả các lóng ok, ngọn của nó là ngọn đặc cho mọi người, ngọn của nó là ngọn đặc. Thì anh em mua mấy cái này thì báo mình chọn ra mình chụp hình cận cảnh này nhé. Vì cái này nó sẽ nặng là 145 g, dài sẽ là 5m4, đọt 0.5 cho mọi người. Thu gọn là 64 cm. Rồi giá cây số 1, giá của nó là 350k nha mọi người, 350k cộng ship. Và độ cứng của cây này nó chỉ ra tầm khoảng 1H thôi nha mọi người, 1H tới 1.5H thôi, rất là mềm. Đó, với dạng chuyên về dạng cho anh em nào câu gô câu giết thôi nhé. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người là vẫn là một cây gần rút, cây gần rút, cây carbon nhé. Cây này còn nút chụp nè. Đó. Thì đây là một hàng lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó, carbon sang quăng. Phôi là phôi carbon. Đó. Thì đa phần những cây cần rút của thị trường Nhật này về thì sắp sẽ về tầm khoảng 1H tới 1H2 thôi nha mọi người, 1H 5 tới 2H thôi. Đó. Chuyên về cho anh em là câu gô, câu giết, câu phi nhỏ vừa vừa thôi. Thì cái này nặng là 100g, dài là 4m, đọt là 0.7 nha mọi người. Đó. Thu gọn là 55 cm. Và phôi cái này là phôi carbon sẵn gần rút nha. Bọn sẵn đây. Cần thì bao đẹp cho mọi người à. Rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp nha. Đó, đây. Đó, tất cả lóng ok. Thì cái này giá công khai cây số 2, giá 450k nha mọi người, 450k cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên tiếp người quẳng một cây cần tay lóng ngắn. Thì cây này của hãng Alpha Taco nha mọi người, Alpha Taco. Thì cây này dài 5m4 nha mọi người, dài 5m4. Có nút chụp nè. Nút chụp rõ ràng. Phần đuôi. Thì cây này vẫn là chất liệu carbon, độ cứng là 2H nha mọi người, độ cứng 2H, đọt 0.8, nặng là 160g. Thì cây này cũng còn rất là mới luôn. Carbon sẵn nhé, rất ok. Đó. Này. Đó. Đây. Sẵn đẹp nha mọi người, hạn chuyên về cho anh em mà cô viết nhé. Thì mọi người cứ mua và báo shop chụp hình cận cảnh mấy lóng mấy trăm gửi cho mọi người nhé. Rồi giá công khai cây số cây số 3, giá là 600 nha mọi người, 600k cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 sẽ là một cây cần của hãng gì đây, Lightwork. Thì cái này cũng không biết của hãng nào luôn. Đó. Thì cái này cũng lấy từ thị trường Nhật về nhé. Phôi là phôi carbon, có nút chụp đầu cần. Thì cái này dài 4m5 nha mọi người, dài 4m5. Nặng là 115g, đọt 0.7. Thu gọn là 53 cm. Và cái này độ cứng ra tầm khoảng 2H thôi nha, H chữ 2H thôi. Đó. Cần cũng còn rất là đẹp, phôi carbon nha mọi người. Chuyên về cho nên là cô viết nha. Rất ok. Thì cây số 4 giá công khai là 550k mọi người. Đó, 550k cộng kết cây số 4. Phôi carbon nhé. Tiếp theo cây số 5, cần 3 khúc. Thì đây là một cây cần 3 khúc
Thôi chất liệu cái này là carbon pha. Phen của cái này là phen Fuji Sheet nha mọi người. Đây, phen sheet, phen bơm nhé. Cái này về chiên về cho anh em màu dạng câu ngâm, câu cá chép, câu lăng xê nhé. Đây, phen sheet. Cái này của hãng Alpha Taco. Alpha Taco. Bát của nó là bát Fuji tem vàng. Cán là cán bằng nè. Đây, Alpha Taco nhé. Dài 3 mét. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 50 thôi, nhưng mà phôi của cái này là phôi carbon pha nên nó rất là dịu nhé. Đây, hàng của Korea xuất Nhật. Đây, nó tương đối dịu nha mọi người. Đây, test đọt mọi người xem nhé. Bu của nó là bu chống sắn. Bu chống sắn đó. Fuji nhé. Thì cái này nặng là 330g, đọt 3 ly, giá công khai cây số 5, giá 550k. Tổng tiếp cho mọi người. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đó. Một cây Shimano. Thì đây là một cây Shimano dài 3m3, nó để là 83m3 nè. Đây là một hàng của China xuất Nhật nhé. Phen là phen Fuji. Chất liệu phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Cần thì còn rất là mới luôn. Đó. Rất kỳ là mới. Bát của nó là bát Fuji. Càng rất ok ha. Bu chống sắn, bu chống sắn là bu xít nha mọi người, bu xít có chống nổ. Thì theo chiều thực test của cái này á, thì cái này cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha mọi người. Chiên về cho anh em là câu ngâm, câu tra, câu chép nhé. Càng còn rất là đẹp. Đây, rất chi là đẹp. Rồi. Thì cái này nặng là 285g, độc của nó là 2.1 ly. Dài 3m3, cứng 50, giá công khai cây số 6, giá 700 nha mọi người, 700 cộng tiếp cây số 6. Tiếp theo qua đây. Đó, qua đây là nguyên lô súp nha mọi người. Nguyên cần súp. Cần này thì lấy từ Nhật về. Thì cây số số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần súp Lander. Đó, một cây súp Lander. Shimano súp Lander FW 425CS nha mọi người. 425CST. Và đặc biệt cái này được sản xuất tại Indo. Đó. Hàng này cũng còn rất là hiếm luôn. Đó. Hàng này thì nó nghỉ sản xuất đây. Hàng này anh em đánh thuộc dạng là quyền thoại luôn. Càng còn rất là mới. Đây. Sau chậm chậm cho người xem. Đó. Bát ở đây. Hàng nguyên zin nha mọi người. Chưa hạ bát, keo chỉ gì hết. Đó. Càng rất chi là mới. Phen của nó là phen Fuji, phen rập, phen Fuji nhé. Tất cả ok hết. Đọt của nó là sẵn găng guốc đây, đó, có định vị. Cần thì nó không có xước sát gì nhiều hết, rất là mới. Sẵn găng guốc nha. Đây, lòng hai đây. Đó. Sẵn thì khỏi bàn, rất chi là đẹp luôn. Độ mới cái này thì nó ra tầm khoảng 93-95% nhé, rất là mới, nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó. Rất chi là mới nha mọi người. Đây. Thường thì cái lóng hai này nè, rất dễ bị xước sát do cát nó để qua quá. Thì cái này nó chứng tỏ rất người ít, rất ít câu nè. Đó. Rất là mới, rất là đẹp. Thì cái này cái số 7, đọt 2.5 ly, nặng là 470g. Giá công khai cái số 7, giá 2.8 triệu rồi, 2.8 triệu cái số 7. Cái này về chuyên về cho anh em mà câu lục, câu bạc tải nhé. Tiếp theo cây chỗ 8. Thì cái số 8 vẫn là một cây súp Lander EW nha mọi người. Cây súp Lander EW. Thì cái này là 425CT luôn nhé. Hàng vẫn là hàng sản xuất tại Indo. Đó, Shimano. Đó, hàng nguyên bản nha mọi người, nguyên bản từ Nhật về. Bát đây, bát Fuji nhá, bát kẹp nguyên zin. Thì cái này nó vẫn mới keng nha mọi người, mới keng sạc bàn luôn. Phen của nó là phen Fuji hết nhá. Đọt đây, vẫn có định vị cho mọi người, sẵn găng guốc. Đây, vẫn có định vị nhá. Đó. Đây, dạ, sẵn găng guốc cho mọi người. Mấy cái này thì đợt này thì tuyển được mấy em về, rất là mới, độ xuất sắc xem như không có luôn, rất là đẹp.
sẵn găng đuốc nhé. Đây, vòng 2. Càng rất là đẹp. Đây. Đây, mình dơ chỗ này 1 tí nè. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Đây, xước chỗ này, xước dâm dạng lông mèo thôi. Không ảnh hưởng gì nhé. Thì cái này nó cây số 8, đọt 2.5, nặng là 435 g. Giá công khai cây số 8 giá 2.500.000 đúng không ạ? 2.500.000 cây số 8. Tiếp theo cây số 9, quăng quẹt một cây Splendor LV 405 nhé. Cái này 405 nha mọi người. CSD, hàng quẩn hàng của Indo Shimano. Góc đây. Những cây mới nè, anh em nên chọn những cây mới này vì nó rất ít xuất sắc nên chứng tỏ người sử dụng nó rất ít luôn. Đó. Thôi và độ nảy nó còn rất là tốt. Bát cũng là bát Pussy, bát Saben nhé. Khoan khoan gặp. Đó. Khoan thì còn rất là mới luôn. Đó. Hàng nguyên zin, chưa bị oxy quá, gạch tan gì hết luôn. Đó. Thôi đi, phôi đọt thì sẵn khỏi bàn. Rất là đẹp. Sẵn găng gút luôn nè. Lắm 2. Rất chi ok. Nhanh ra đọt này. Đây, sẵn găng gút nha. Coi của mấy cái này cực kỳ dày nha mọi người. Đó, hàng đánh góc ở bên. Một dạng hàng quyền thoại của hàng Shimano. Rồi, thì cái này đọt vẫn là 2.5 ly, nặng là 400 g. 405 nha mọi người. Giá công khai cây số 9, giá là 2.500.000 luôn nhé. 2.500.000. Một cây số 10. Thì cây số 10 là một cây hàng nội địa nha mọi người, một cây Aerocraft. Một cây Aerocraft, hàng cũng là hàng của Shimano. Thì cây này 425 CST nhé, 425 CST. Thì cây này vẫn còn rất là mới luôn, mới ken xà ben. Đây, chỗ này keo nha mọi người. Keo dính keo thôi. Đây, sau mọi người xem càng rất là mới. Bát Pussy, bát Japan, bát kẹp nhé. Phen là phen Pussy, phen rập. Đó, ra đây. Phen là nguyên zin hết nhé, nguyên zin nguyên bản hết. Thì cái này vẫn quậy, vẫn có định vị phen nè, xăng găng gút nè. Đây, đó. Anh em nhìn trong màn điện thoại nó còn sẵn nè, ở ngoài nó sẵn dữ dằn hơn đó. Sẵn găng gút nha. Aerocraft hàng nội địa của Shimano. Hàng này thì còn rất là hiếm thôi. Có xích xác cái này một tí nữa mọi người. Xích xác thôi nha. Thôi thì không ảnh hưởng gì đâu. Thôi mấy cái này thì dày khỏi bàn. Đây, xích xác nè. Tăng chuẩn nguyên bản nha mọi người. Định vị rõ ràng. Rồi, thì cái này nặng là 410 g, đọt là 2.5 ly, giá công khai cây số 10, giá 2.600.000 nhé. 2.600.000 cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 là một cây Splendor đỏ. Cái này anh em cũng thấy rất nhiều, một cây Splendor đỏ 405 CST. Thì cái này được sản xuất tại China nha mọi người. Đó. Thì sau cái đời của hàng Indo này thì sẽ là nhà máy nó chuyển qua của hàng Trung Quốc sản xuất nhé, hàng của China sản xuất Shimano. Thì cái này đảm bảo người là lấy từ thị trường nội địa về nhé. Đó. Bát cũng là bát Pussy, bát kẹp. Đó. Được cái là cây này nó đời cao 1 tí và trang bị bộ phen của nó là bộ phen Pussy Sheet nha mọi người. Phen Pussy Sheet nè. Đó. Phen này thì xịn hơn đây, xịn hơn phen Fujitsu. Bu nó cũng là bu xít dạng môi chày. Đây. Đó. Thì quẳng là một cây hàng nguyên bản thôi. Đó. Không hụt đọt, không hạ bát. Đó. Sơn keo thì nguyên zin hết. Đó. Định vị đàng hoàng nha mọi người. Đó. Sẵn là đọt và sẵn găng gút luôn. Đây quẳng quậy. Rất là đẹp. Cái đỏ này sẵn rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Sẵn thì không còn gì phải bàn.
đóng hai cực kỳ đẹp luôn nè, không có dạng rất ít thấy xuất, cây hàng khá đẳng cấp ha. Hàng còn rất là mới, bát đây. Thì cái này cây số 11, đọt là 2,8 ly, nặng là 415 gram, rồi giá cũng khai số 11 giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cộng chip cây số 11. Theo cây số 12, cây 12 lên cho mọi người vẫn một cây súp. Thì đây là một cây súp của Daiwa, hàng này của Korea sản xuất. Thì cái này 25 3,9 nha mọi người, 25 3,9. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng S, bát là bát Fuji, bát kẹp. Phen foil của nó vẫn là phen phen là phen Fuji, foil của nó vẫn là foil cặp foil sẵn nha mọi người. Đây, rất là đẹp. Cây này chuyên về cho anh em mà câu gô, câu chép ha. Chờ đánh lục đánh mặt bãi thì cũng khó, vì cái này cũng tương đối mềm. Được cái là foil của nó là foil sẵn nha mọi người. Rất là đẹp ha. Đây, rất kiểu ok. Phen Fuji. Thì cái này nặng là 335 gram, đọt 2,4 ly, giá cây 13, giá 700 người, giá dạng giá thanh lý luôn, 700k cộng chip cây 13. Tiếp 14, 14 lên cho mọi người là một cây cần của Suzumi, một cây một cây Alpha Taco nha mọi người, một cây Alpha Taco dài 2,1 m. Thì cái này của sản xuất tại Korea nha mọi người, hàng Korea sản xuất, bu của nó là bu xít, phen là phen Fuji. Càng còn rất là đẹp nè. Bát là bát Fuji. Thì cây 2,1 m này á, độ cứng nó ra tầm khoảng 50-80 thôi. Gọi chuyên về cho anh em nào cũng trên bè, trên ghe nhé. Thì 2,1 m nó cũng tương đối ngắn. Càng cũng rất ok ha. Thì cái này nó nặng là 210 gram, đọt 2,2 ly, độ cứng ra tầm khoảng 80-50. Đây 80-100 nè. Rồi giá cây 13, giá là 700 nha mọi người, 700k ship cây 13. Tiếp theo cái 14. 14 lên của người là một cây cần nội địa. Thì đây là một cây cần nội địa được men Nhật nó ổng quấn cây màng bo lại nè, màng co lại nè, đó. Thì quấn chỉ lại luôn. Đó. Phen của nó là phen dạng phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám. Đây, đó. Bát là bát Fuji tem vàng, foil là carbon sẵn nè. Đọt tháp này, đọt tháp. Bu của nó là bu xít nha, bu Fuji xít. Đây, phen Fuji loại xám. Độ cứng của cây này thì nó ra tầm khoảng 50-80 nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Chuyên về cho anh em là con lăn xê, con ngâm nhé. Càng cũng còn ok nha mọi người, rất là đẹp. Cũng không đẹp lắm nhưng mà nhìn cũng rất là ưng mắt nhé. Đây. Thì cái này nặng là 330 gram, đọt 2 ly, đọt 2,2 ly, dài 2,4 m, cứng 50, giá công khai 14, giá 700 nha mọi người, 700k cộng tiếp tới 14. Tiếp theo cây 15 lên cho người là một cây cần 2 khúc, một cây cần nội địa. Thì cây là một cây cần của Sakura, một thương hiệu nội địa Nhật nhé. Phen của nó là phen Fuji, phen Fuji sơn được sơn màu giả chút luôn này, sơn giả chút nè, nhìn cũng ok. Nhưng mà cần này nó xây xác rồi. Bát của nó là bát Fuji tam hoàng. Đây, càng dạng càng xây xác rồi nhưng mà màu sơn lên cũng rất là ok nha mọi người, sơn nguyên zin nhé. Chân keo phen nè, bị oxy quá. Nói chung thì mấy cái này cũng bình thường đó, rất là cứng, anh em có yên tâm, không bể không hư đâu, yên tâm. Bu của nó là bu xít nhé, bu xít, phôi là phôi carbon, đọt là đọt tháp, đó. Được sơn giả chút. Thì cái này nó dài là 2,55 m, về chuẩn về cho anh em nào con lăng xê nhé, con lăng xê dạng con cha, con chép bạo lực, rất ok. Vì cái này nó độ cứng ra tầm khoảng 80-100 lần nha mọi người, 80-100 lần, anh em tải kỳ lớn, không tải mồi á, cũng đánh rất ok. Thì cái này nặng là 321 gram, đọt 2,3 ly, giá công khai cái số 15, giá 600 nè, 600 cộng ship cái số 15. Tiếp theo cái số 16, cái 16 lên cho mọi người quẳng một cây cần nội địa. Thì cây này là một cây cần của Nagoyato,
một thương hiệu nội địa Nhật nhé, Nagato. Thì cái này dài là 2m50, dài 2m50, phen của nó là phen Fuji lỗi xám nè. Đó, phen rất là đẹp, chân keo rất phen rất là đẹp, foil là foil carbon. Đó, bát của nó là bát Fuji tem vàng, bát Japan rất là đẹp. Nagato. Bu của nó là bu xít nha mọi người, bu xít mà chơi. Đọt của nó là đọt tháp, phen rất ok. Thì có phen này shop đi chỉ đi kêu lại nha mọi người. Đó, sau thì báo mọi người rõ ràng vậy. Có phen này báo mọi người đi chỉ đi kêu lại nè. Đó, chỉ có một phen này thôi. Foil carbon nha mọi người. Đó, tổng thể nhìn cũng còn rất ưng con mắt. Màu trắng. Thì cái này nặng là 280g, đọt 1 ly 8, dài 2m5. Độ cứng ra tầm khoảng 80 nhé, độ cứng ra tầm khoảng 80. Giá công khai cái 16, giá 700 người, 700k cộng ship cái 16. Tiếp theo lên cho mọi người là một cây cần rút, cây cần rút số 17. Thì đây là một cây cần rút dài 3m6, dài 3m6, foil là foil carbon sẵn nè. Đó, foil carbon sẵn, bát tầm bát Fuji FX7. Phen của nó là phen Fuji. Đọc đây. Đó, thì cây này mà so với độ cứng của cần hai khúc thì nó rơi tầm khoảng 50 nha mọi người, 50. Rồi cho anh em mà có lăng xe nhé. Ôi đây, sẵn găng gốc cho mọi người. Đó, cũng rất là ok luôn. Có xước cái này một tí, không ảnh hưởng gì. Đó, tập thể nhìn rất ok ha. Đây có xước sát nè, đó, càng có xước sát. Mà foil rất là đẹp. 3m6, nặng là 229g, đọt 2 ly 2, cứng ra tầm khoảng 50. Giá khai 17, giá là 600 người, 600k cộng ship cây 17. Tiếp theo cây 18, cây cần hệ của Gamakatsu. Thì đây là một cây cần của Gamakatsu. Bát tầm bát Fuji tem vàng, bát kẹp nhé. Thì đây một cây Gamakatsu ISO đọt số 2, dài 5m6 nha mọi người, đọt số 2, dài 5m6. Rất là đẹp foil. Thì foil của hãng Gamakatsu thì khỏi phải bàn, rất là xịn nhé. Bu là phen đọc phen Fuji, tất cả nguyên zin. Đọt nó đây. Đọt đặc nha mọi người, dạng đọt đặc. Càng cũng rất là đẹp nha mọi người, foil trông rất là đẹp, xước sát thì vẫn có thôi nhưng mà không có nhiều. Đó, nói chung thì cái này lên dạng bán thanh lý cho mọi người luôn. Đó, bọn sẵn nha, rất ok. Anh em nào cần thì có thể lấy về hạ tay, không anh em có thể copy số. Đó, thôi rất đẹp nhé. Thì cái này nặng là 350g, đọt 1 ly 2. Rồi giá công khai cái số 17 ta, cái 18, giá công khai là 600k. 600k cái 18, giá thanh lý luôn. Tiếp theo cây 19 lên cho mọi người, vẫn là một cây cần ISO. Thì cái này là cây cần của Ryobi. Đây, Ryobi, hàng của Korea sản xuất. Bát của nó là bát Fuji, bát kẹp nhé, bát tuyệt cao. Cây này đọt số 1.5, dài 5m3. Đọt 1.5, dài 5m3. Đặc biệt là cây này nó sổ bột phen, là bột phen Fuji Seed nhé. Bột phen Fuji Seed. Phen xít hết. Đọc nó đây. Đó, đọc carbon nha mọi người, dạng carbon đặc. Thì phen nó chạy lên chạy xuống nè, nó chốc lớp sưng bóng nhá, rồi lớp carbon như nè. Đó, thì cây này bán với giá cũng dạng xem như thanh lý giống người luôn.
sẵn nhâm này, khoai trắng rồi cũng rất là ok. Có xây xác nè, cây này về thì anh em nào hạ tay về câu cũng rất là êm, vì cây này nó rất là nhẹ. Cây này nó nặng chỉ có 200g thôi nha mọi người, nặng 200g, đọt số 2. Rồi, giá cũng hai cây số 19, giá là 500k cây số 19. Tiếp theo qua đây, ở đây là cây cần dạng câu ngâm. Thì đây là một cây cần câu ngâm mà dạng cần máy ngang nha mọi người, cây một cây máy ngang câu ngâm nhé. Thì loại này chắc có câu máy điện hay anh em câu biển nè. Thì đây là một cây hàng của Misaki. Phen là phen nòng súng, phen xít nhá, phen xít, phen nòng súng, Fuji luôn nha mọi người, chứ không phải là phen thường đâu. Bát của nó là bát Fuji máy ngang nhá, bát Fuji máy ngang tam hoàng. Phen dẫn của nó vẫn là phen lá nha mọi người, dẫn phen lá, phen xít nhá. Đây, đề ba ở đây, phen xít, chữ bóng, buồng chống sắn. Cây này mà anh em lấy về lấy bộ phen dựng lại cây khác cũng đánh rất là êm luôn. Đó, phen này khá đắt tiền nhé, phen cũng còn rất là mới rồi chứ đâu phải dạng bị oxy quá nhiều đâu. Đây, phen Fuji của nó đây. Phen ship này thì bền khỏi vàng nha mọi người. Thì cây này nó nặng là 256g, đọt 2.6 ly. Độ cứng cái này đó, nếu so độ cứng thì cái này gây tầm khoảng 20-30 thôi. Và giá công khai cây số 20, giá là 600k nha mọi người, 600k cây số 20. Tiếp theo cây 21. Cây 21 vẫn quậy, một cây máy ngang đó, máy ngang của Misaki. Nhưng mà cây này phen thường thôi đó, phen là Fuji thường nè. Fuji thường đúng rồi, Fuji thường, loại xám. Bát của nó là bát Fuji. Vẫn bu là bu chống sắn nha mọi người, bu chống sắn, bu xít. Máy ngang nhé, máy ngang. Đó, anh em nào dạng câu ngâm thích câu máy ngang thì đây, đây là một lựa chọn khá lý tưởng mọi người. Misaki thì cái này nặng là 210g, đọt 1.1 ly. Độ cứng cái này ha, độ cứng cái này nó gây tầm khoảng 20 thôi. Đó, dạng câu cảm giác. Giá cũng khai 21, giá 500 người, 500 cũng xếp cây 21. Tiếp theo cây 22. 22 lên tiếp cho người là một cây cần của Alpha Taco, một cây phen xít. Thì đây là một cây cần Alpha Taco, phen là phen Fuji xít nè, sứ bóng nhá, phen xít bấm sứ bóng, bát là bát Fuji của Alpha Taco. Đây, phôi của cái này là phôi carbon pha nha mọi người, phôi carbon pha. Phen xít nhá, nhìn rất là bóng, vì phôi carbon pha nó rất là dẻo. Đó, cái này về cho anh em là có cảm giác câu chép thôi. Độ cứng cái này chắc ra tầm khoảng 30-20 thôi, rất là dẻo. Đây, có thể cuốn cong hình chữ C cho mọi người xem được luôn. Rất là dẻo nha. Và đầu nãy nó cũng tương đối thôi. Đó. Thì cái này nặng 300g, đọt 2.6 ly, dài là 2.7 m. Và độ cứng cái này ra tầm khoảng 20 thôi. Độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Rồi, giá cũng khai cái số 22, giá là 600k nha, 600k cộng ship 22. Tiếp theo cây số 23. Thì 23 lên cho mọi người là một cây cần dạng, cây này cũng không biết câu cái gì luôn. Thì đây một cây cần của dài 4m2 nha mọi người, dài 4m2, pencil gì nè. Đó, hàng của China xuất Nhật. Phen của nó là phen Fuji xít, phen nòng súng. Bát của nó là bát Fuji, phôi carbon, dài 4m2. Thì cây này chắc shop bán là bán phen thôi. Độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 30 thôi, 30-50 thôi. Đó. Đây, phen này, phen xít hết nhá. Tất cả đều là phen xít, phen phen nòng súng. Cái này thì chắc bản phen cho mọi người về dựng lại. Đó. Phen rất là nhiều phen. Hai. Đầu bu là bu chống sẵn nha mọi người, bu chống sẵn bu xít nè. Đếm phen coi.
1 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 cái phiên xích đó, 18 cái phiên xích. Trong đó thì hết là 2, 4, 6, 7 phiên nòng súng rồi. 7 phiên nòng súng, phiên dẫn này thì xích hết luôn nhé. Thì cái này nặng là 330g, đọt bọc đi 8. Rồi cái 23 giá 700 rồi, 700k cộng ship. Tiếp theo cái 24. 24 lên cho người là một cây cần của Alpha Taco. À, một cây quẳng là một cây foil là foil carbon pha. Đó. Đây. Nhưng mà cái này cứng hơn tí, cái này gờ tầm khoảng 50. Đó. Cái này về chiên về cho anh em nào câu cảm giác, câu cá chép thôi. Phen là phen full sheet nhá, phen full sheet, phen bấm. Bát cũng là bát Pussy. Đây, phen sheet nhá. Thì cái Alpha Taco này được sản xuất tại Nhật nha mọi người, mặt Insepen. Đó. Thì cái này dài là 2m7. Dạng cần cắm gốc lỡ. Đó, dài 2m7 cần cắm gốc lỡ. Đây, phen sheet nhá, phen bấm. Cặn còn rất là đẹp, ngoại hình cái này ra tầm khoảng 90-93% đó, rất chi là đẹp. Thì cái này nặng là 345g, đọt 2 ly mốt. Rồi, giá ấm khai cây số 24, giá 800 người, 800k cộng ship cây 24. Càng rất ok nha mọi người. Qua đây, tiếp theo là hàng ISO. ISO cũng thành lĩnh tiếp. Thì đây là một cây cần ISO của Olympic, một thương hiệu nội địa Nhật. Đó. Bát của nó là bát Pussy nè, bát Pussy foil là carbon sẵn, foil carbon sẵn. Thì phen là phen Pussy luôn nha mọi người, phen là phen Pussy. Và cái này đọt số 2, dài 5m4 nhé, đọt số 2, dài 5m4. Đọt ra đây, rất ok ha. Carbon sẵn nha mọi người, carbon sẵn. Phen là ok hết đây, nè, carbon sẵn. Ừ, rất là đẹp ha. Đây, cái này anh em hạ tay đánh cũng rất êm. Đó. Các bạn sẵn nhau rồi, sẵn gần guốc luôn. Rất là đẹp. Lỏng lỏng hai đây, rất chi là đẹp nha. Nói chung là độ xuất sắc nó rất là ít. Thôi sẵn là khỏi bàn. Tại vì cái này nó sẽ nặng là 265g. Đọt 1 ly. Rồi, giá cây số 25, giá là 550k em ơi, 550k cộng ship cây số 25. Tiếp theo cây số 26. Thì 26 lên cho người là một cây dạng ISO săn hàng. Đây, một cây ISO phen lớn. Cây đọt số 3, dài 5m3 em ơi, đọt số 3, dài 5m3. Cyber slot như nè. Cái này của Suzumi nha mọi người, hàng Suzumi. Hàng của Korea xuất nhập. Bát là bát Pussy, đó, bát là bát Pussy. Càng cũng còn ngoại hình ở ngoài thì còn rất ok ha. Phen đó đây, phen Pussy hết mọi người, phen nguyên sinh, bu Pussy luôn. Xem đọt ở trong xem, đọt sẵn mọi người, đọt carbon sẵn. Sẵn nha. Đọt carbon sẵn. Ok. Đó. Là cầu quan sẵn, sẵn rất là đẹp. Đây có xuất sắc cái này một tí nè. Đó. Còn hai dưới đây. Đó, khoảng có xuất sắc nhá. Cái này mà anh em quay hạ tay thì độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 4H. Thì cái này nặng là 365g, đọt 1 ly 7, giá khai số 26, giá là 700 mọi người, 700k cộng ship 26. Tiếp theo lên cho người là một hai cây này là hai cây Ikeda, cây số 27 lên cho người là một cây cần Ikeda của Shimano. Thì cái này dài 1m8 người. Đó, dài 1m8, cây này đủ mét nhá, đủ mét, dài 1m8, phôi carbon sẵn ít, đọt thấp còn núp chụp luôn. Đó. Phôi rất là đẹp, phen là phen Pussy, bát là bát Pussy.
Thì cây này phen của nó là phen xay nha mọi người. Đây, phen nó sẽ xay xuống đây. Đó. Đó, xay xuống đây nhá. Nó gõ cho mọi người. Đó, chứ không phải là phen thẳng. Thì hàng nguyên sinh từ Nhật về sao thì shop sẽ để quậy. Đây, nó sẽ xay xuống nhá. Đó. Thì anh em Kawikada khi nó cong thì nó sẽ cong theo, nó sẽ xay xuống luôn. Đó. Đây. Thì bằng men nhập cầu sao để quậy về cho anh em. Cái này 1m8 đủ mét. Nặng là 77 g, độ 0.4, giá công khai là 1 triệu người, 1 triệu cộng ship cây số 27. Tiếp theo cây số 28. 28 vẫn là một cây Ikeda, cây của Shimano. Đó, carbon sẵn. Thì cây này thiếu mét nhá. Cây này thiếu mét. Thiếu thì báo cho anh em thiếu. Bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji. Đó, đọt thấp. Còn nút chụp nè, đó, nút chụp nguyên zin. Thì cây này 1m8 thì nó chỉ còn có 1m74 thôi nhé. 1m74. Phen cây này vẫn là phen xay nha mọi người. Phen xay đây. Đó, nó xay xuống này thấy không? Đây, xay xuống từ phen này. Đó. Thì anh em vẽ cong câu thế này thì nó vẫn nằm vậy thôi. Đó. Ikeda. Thì cái này còn 1m74, nặng là 80 g. Và cái này nó giá công khai là 800 k cộng ship cây số 28. Tiếp theo cây số 29. 29 lên cho người là một cây cần của Major Grab. Thì đây một cây cần Major Grab dít cắt tin game gì đó. Đây, nó còn tối luôn, nó để trên đây nè mọi người. Cây là cây Major Grab Static nha mọi người. Phen nó đây. Phen của cây này là phen full titan hết nha mọi người, phen titan. Đó. Tất cả phen của cây này là phen titan của hãng Major Grab. Thôi nó đây. Đó. Đây, phen đây, phen titan nha mọi người, phen titan xịt thích nhá. Boy rất là đẹp. Thì cây này shop bán xem như thanh lý nhé. Đó, thanh lý trên này. Bán tập bát Fuji, phen là phen titan. Đây. Cặn thì không lỗi lắm vậy chứ, rất là đẹp. Phôi nữa đây, phôi rất chi là đẹp. Đây, phen bấm ngược nè, Fuji nhé, phen titan. Buông ở đây, titan luôn, khớp nối rất là đẹp. Thì cây này vì sao thanh lý, vì cái này nó bạn bị nứt keo á mọi người, nó bị rạn keo. Đây chỗ này đó, lớp keo phủ ở ngoài nè, nó bị rạn nè, thấy không? Nhưng không ảnh hưởng tới phôi nhá. Một điểm chỗ này và phen trên này cũng bị đó, chỗ này đó, bị nứt rạn chỗ này nè. Đó. Về anh em để quậy câu thì cũng rất bình thường, không ảnh hưởng gì đâu. Nếu anh em kỹ thì anh em có thể đi keo chỉ lại. Đó. Và hai điểm này. Phen thì bao chắc rồi, phen thì khỏi bàn, phen rất là êm. Thì cái này nó nặng là 297 g, đọt 2 ly 2, dài là 2m88 mọi người, dài 2m88. Thì đây là một cây cần lua dạng chuyên về cho anh em mà lua lóc. Đó, lua lóc đánh nhất thiệt. Tải mát của nó là 60 g nha mọi người, tải mát của nó là 60 g. Đây, thông số đây. Tải mát của nó là 60 g. Line của nó là từ 12 đến 25 lb và tải dây be từ be số 1 đến be 2.5 nhé. Độ cứng tương đương với MH. Đó, độ cứng tương đương với MH. Càng rất chi là đẹp, chỉ có hai điểm lỗi cho đó thôi. Và giá thanh lý cây số 29, giá là 2 triệu người, 2 triệu cây số 29. Tiếp theo cây số 30. Thì 30 lên cho người vẫn một cây cần của Satis. Đó, một cây Satis. Phen là phen titan. Đó, phen titan. Thôi các bạn sẵn nhé. Bát là bát Fuji. Càng rất là đẹp. Mấy loại này về đánh rất là bền, đánh sướng tay luôn á.
Titan nhé. Bốn cái này. Đây này, đóng chữ đây, Titan. Đó. Càng rất là đẹp, không lỗi nhá, càng này không lỗi. Nó chỉ xây sát, xước sát không mèo mấy chỗ điểm này thôi. Đó. Thì cái này vẫn vậy, dài 2m88. Nặng là 230g, đọt 2 ly 5 nhé. Đây, đọt 2 ly 5. Và cái này nó tải mồi mát của nó là 80g luôn này. Tải mát của nó là 80g. Thì anh em có thể về câu gần nè, câu câu lốc rất là êm nhé. Và tải dây của nó từ dây BE 1.5 đến 3.5 và line từ 14 đến 30 lb nha mọi người. Từ 14 đến 30 lb. Càng rất ok, rất là đẹp. Phen Titan nhé, rất là nhỏ, nhỏ và chắc, nhẹ nữa. Rồi, giá công khai cây số 30, giá là 3 triệu người, 3 triệu cây số 30. Sẽ lên 4 cây cuối cùng nha mọi người, 4 cây cuối cùng là 4 cây cần dứt biển. Cây UFM, cây Smith của cây Gamakatsu. Và đây một hàng dứt biển dạng hàng bạo lực nhé. Nói chung là dạng cũng tầm trung thôi, cũng không bạo lực lắm. Và đây là một cây cần của UFM. Đó. Phôi của nó là phôi Bogo. Đây là một cái phôi mà rất ít hãng được, rất ít hãng sản xuất đi dùng để làm cần câu nhé. Cái này nó chắc hơn carbon nữa mọi người. Đó. Đây, cần rất là đẹp. Thì cái này dài 1m8, nó dứt mát là 140g. Line bè từ bè số 2 đến bè số 4 nhé. Phen của nó là phen Fujitsu, dạng phen 3 chân, phen biển. Rất là đẹp nhé. Bát của nó là bát Fuji tam quan, dạng bát gold. Và cây này còn tuổi luôn. Đó. Đây, đó. Rất là đẹp nhé. Cần rất là đẹp, keo chỉ nó nguyên zin hết nha mọi người. Đó. Đây cũng vậy. Buồn ở đây. Bullshit màu chè. Keo nguyên ba, keo nguyên trên hết. Phen xít nhé. Và cái này nó nặng là 100-210g, đọt 3 ly 1. Rồi, giá công khai cây số 31, giá là 3 triệu người, 3 triệu cộng ship cây số 31. Tiếp theo cây số 32. 32 vẫn vậy, một cây càng của giúp em. Và cây này còn túi. Đó. Phôi vẫn số 1, phôi ly là Pro. Đó. Thì cái này dài 1m89 nha mọi người, dài 1m89, dứt mát của cái này chỉ có 100g thôi. Và đọt của nó là tải bè từ bè số 1 đến bè số 3. Cái này thì có thể chiên về anh em câu dứt, câu ngâm trên bè, trên thuyền nhé, rất ok. Và phôi cũng vậy, phôi Bogo, cản là cản mốt nhá, nhìn cũng rất là đẹp đây. À, rất là đẹp. Phen là phen Fuji, phen Fuji Sit, bát là bát Fuji. À. Phen Sit nha mọi người, xứng nó nhìn Sit của hàng nội địa nhìn rất là ngon, rất là dày. Keo thì nguyên zin nhá, keo nguyên zin, keo chỉ thì nguyên zin hết. À. Anh em dạng câu ngâm, dạng câu cha, câu dầu đếm lấy mấy cái này về câu cũng rất là đẹp. À. Xứng nó sẽ bao luôn cái dòng kim loại nào, à, rất là dày. Dứt thả ga nhé, đầu nảy rất là cao. Và cái này nó nặng là 208g, đọt 2 ly 9. Giá công khai cây số 32, giá là 2 triệu 8 người, 2 triệu 8 cộng ship cây số 32. Tiếp theo cây số 33. 33 lên cho người một cây cần của hãng Smith, một hãng nội địa Nhật nhé, một cây Smith. Đó, một cây nội địa Nhật. Thì cái này dài 1m8. Đó, dài 1m8, đang rắc mát của nó là 4kg. Và cái này nó tải mát của nó là 100g người, tải mát 100g. Bánh bè từ bè số 2 đến bè số 3. Line từ số 10, line từ 10 đến 14 lb nhé. À. Phen nội địa, cây nội địa của hãng Smith. À, Fuji nội địa Japan. À, phen của nó là phen Fuji Sit, phen bấm. Và phen của nó là phen 40 nha mọi người, đề ba là 40.
rất là bự, bự qua ngồng, ven ship Batabat Pusi, keo chỉ thì nguyên zin nhé, keo chỉ nguyên zin hết luôn. Đặc biệt một cái là fan nó chạy là ba fan này ba fan titan người đây, soi gõ mọi người xem Pusi nhé và titanium, ba fan này là ba fan titan nhé, ba fan hàng nguyên zin trong cửa hàng nhé mọi người. Đây titan bauxit nhé, bauxit màu chày hôi carbon. Đó, đây căng thì nguyên zin chỉ keo hết, càng rất là đẹp. Đó, cây này chuyên về dành em giúp biển câu ngâm. Đó, có chim bè trên thuyền này, góc ra đây. Đó, càng rất chi ok. Đó, test thủ công thì cây này nặng là 227g, đọt 2 ly 5. Rồi giá công khai cây số 33, giá là 2,8 người, 2,8 cây số 33. Tiếp theo là cây cuối cùng, một cây cần của Gamakatsu. Thì cây Gamakatsu này còn tuổi nữa người, cái này còn tuổi luôn. Thì là một cây Gamakatsu dạng câu bạo lực. Đó, hàng cắm gốc câu bạo lực cũng dứt biển. Đây phen của nó là phen Fujisit nhá, phen Fujisit ba chân phen cao. Đó, thì cái hãng Gamakatsu này thì khỏi bàn, cần này cũng còn rất là đẹp, còn tối luôn. Đó, Gamakatsu đây nội địa nhá, phen còn rất là đẹp, ngoại hình tổng thể thì ok hết, không lỗi lầm, không có gì để chê cả. Ngoại hình cái này nó ra tầm khoảng 95% nha người, 95% và còn túi. Bát đây, bát làm cũng rất là bự. Thì cái này nó dài là 2m07, nặng là 395g, đọt của cái này sẽ là 4 ly 8 người, đọt 4 ly 8. Và cái này nó dít mát từ 112g đến 224g, tải bê mát của nó từ bê số 3 đến bê số 6 và giá công khai cây số 34, cây cuối cùng giá là 3,3 triệu nha người. Đó, 3,3 triệu cho cây số 34, cây cuối cùng, cây dứt biển, hàng bạo lực đẳng cấp của Gamakatsu. Đó, đây số đây. Đó, phen đây, cái này mà anh em câu trên bè dạng anh em câu dồ đếm á, giật thả ra luôn, đóng hết lóc luôn. Đó, càng cũng rất là cứng và độ nảy cũng rất là cao nhé. Rồi đó, cảm ơn mọi người đã tổng cộng 34 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.